vô luôn. Này ở Colombia rồi đó. Cái chuối này nè. Cái nó cũng đặt gãy bao thằng nhưng mà đá vô.
Ừ nãy Thanh đó nhăn giặt đó tao bậy đá hôn cảm giác Tao Biên á. Tao Biên bên đây á. Lúc đầu là tiền là nó còn non lắm mày ơi, mày nói nó ấy non lắm. Nó không mày thấy nó, mày thấy không? Nó nồng lên là mắt mắt bóng mày chết liền ha. Đó đúng rồi. Nó lên nhưng mà. Ủa chứ anh nãy sao anh nghe dứt dứt gọn vậy? Môn nha rồi, sử dụng cái chiêu. Vô rồi đó. Tay đã đây. Tay đây. Ê, cầm cái ngón mà đấu quyền đá đúng không? Hả? Chụp gì đấu quyền đá không? Ờ, đúng rồi, 10 ngón. Chụp tay thì tao có quyền đá. Ví dụ mà nó bị cục ngón thì cái ngón rồi. Hay biết cầm hỏi trong tay á. Là
nhớ lại không? Ờ, chưa nhớ lại. Thua lại luôn nè.